Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với video của mình hôm nay. Mình xin tự giới thiệu, mình là Tô Thị Hồng. Hiện tại mình là sinh viên khóa 2 của trường đại học Edit. Mã số sinh viên của mình là CUV020HP24. Đến với video của mình hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hoàn thành môn khoa học hạnh phúc buổi thứ tư, và phần chủ đề của mình hôm nay là lý lẽ là gì, lý luận là gì và lý trí là gì. Thì đầu tiên, lý lẽ hiểu một cách đơn giản là bạn đưa ra điều mà bạn đưa ra để từ đó bạn căn cứ để bạn đưa ra những lý lẽ dẫn chứng thuyết phục người nghe. Việc bạn phân biệt được cái gì đúng, cái gì tốt, phải trái, đúng sai, để từ đó bạn thuyết phục người nghe. Và tiếp theo, lý luận. Theo nghĩa chung nhất thì lý luận là sự khái quát hóa của kinh nghiệm thực tế, là sự tổng hợp những tri thức về tự nhiên, xã hội và được tích lũy trong suốt quá trình tồn tại của nhân loại. Như vậy thì lý luận là sản phẩm cao cấp nhất của nhận thức, là tri thức về bản chất, quy luật của hiện thực là khách quan. Nhưng do sản phẩm của nhận thức, lưu lý luận là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan. Tiếp theo, lý trí. Lý trí chính là khả năng của ý thức về sự hiểu biết, sử dụng logic kiểm định và khám phá những sự kiện, thay đổi được kiểm định qua những hành động, kinh nghiệm và niềm tin dựa trên những thông tin mới hay là có sẵn. Lý lẽ, lý luận và lý trí là ba thứ rất là quan trọng trong cuộc sống. Bởi vậy nên chúng ta hãy luôn luôn trau dồi những cái thứ mới mẻ có ích trong cuộc sống. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.